Trồng mướp. Ăn chuối. Trồng ăn chuối. Ăn làm mấy trái anh chưa? Mình cho ăn chừng 3 bốn trái thôi, trái nó ăn cả chục trái. Dạ hả? Chú này nó mê dưới chợ, chú mình mua. Tôi chậm bờ trên chú dưới đó kìa, nhìn thấy chú một bờ, mười mấy công. Nhưng mà anh phải thường xuyên, nghe nói thường xuyên phải bổ sung thức ăn thủy sản cho nó đó. Nói chung là bãi khía có nè, ghẹ có nè, nó một con. Còn nó mới bắt mày cũng mấy ngày. Ở đây đẻ hằng mấy con? Hai con có, ba con có, một con cũng có. Đây. Rồi bốn con cũng tròn. Có. Bốn con dạng rồi bốn con cái lông. Đúng rồi, phải đi. Nó ướt mình thì người ta. Tròn. Chồng, chồng mẹ anh, chồng con ở bên đó, bên đây, ngủ cho anh. Lộn rồi, nó lộn đúng không? Sống gần gì đó. Nè, cô gái đẹp này, cô gái đẹp cho chồng ăn. Đó. Thích cái đẹp lắm chồng. Ăn không? Thảo chuối, thảo hồng chuối. Chuối là nè, mê, mê tiếp nè. Chuối này nó mê dữ trời. Đây, con này cho chuối, cho tròn ăn. Chồng này có chữa gì anh? Hay là chồng đực? Chồng đực. Chồng đực bự ghê không? Chồng này cỡ 4kg á. Không, dễ gì. Nó khôn lắm. Nó liếm kìa, nó liếm. Ăn một cốc nó liếm. Thời kỳ chồng đẻ thì tùy vào thời điểm phối giống. Có thể 1 năm đẻ 3 lần, mỗi một lần như vậy thì đẻ từ 2 đến 3 con. Khi thì đẻ 4 con luôn, mà 4 con hiếm. Con giống giờ là giá gần 3 triệu bạc.